Vâng, bạn Nguyễn Thị Thùy Dung đến từ trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3, Nghệ An. Bạn Thùy Dung thì có cách học rất hay, đó chính là trả lời nhầm còn hơn bỏ sót. Dạ, em ở trong lớp là một người khá là nhanh. Các bạn thường hãy kêu em là chuyện thân dở tái. Tại vì hầu như là môn nào em cũng dở. Em chỉ biết một chút em cũng dở. Em đoán được thì em cũng dở. Em có một cái mê mẹ ở trên Facebook đó là cứ dở như thế này ạ. Đáng yêu thực sự. Thế thì chắc là phần thi khởi động sẽ là một phần thi thế mạnh của Thùy Dung đấy. Dạ em hy vọng là như vậy ạ. Trong một căn phòng mà khi chúng ta nói chuyện mà có một người cứ mỉm cười nhìn chúng ta nói chuyện là họ cũng có cảm tình với mình đấy. Đức Tuấn nha. Mà cười còn rất tươi nữa. Đức Tuấn thấy Thùy Dung đáng yêu à? Sao lại thế? Thế thì em phải cho chị biết lý do tại sao em cười mỉm từ nãy giờ nhá. Vui vì ước mơ từ nhỏ của mình cuối cùng mình cũng làm được. À, tức là được gặp Thùy Dung hả? Và Đức Tuấn thì hơi khác so với Thùy Dung, là bạn là người khá là chậm rãi và có sở thích là thích nằm dài, ngồi không, suy tư về sự đời. Tại sao bạn lại thích nằm dài ạ? Do tuổi nhỏ mà đau lưng, em nằm dài. À, do bị đau lưng. Ôi, cuộc sống Gen Z. Chúng tôi hiểu bạn. Yeah. Đứng cạnh Đức Tuấn là một chàng trai, bạn Trần Quang Minh, và cũng là nhà sáng lập câu lạc bộ Olympia của trường. Thông thường thì người đứng đầu của câu lạc bộ Olympia thì thường là người dẫn chương trình luôn. Bạn có khả năng dẫn chương trình Olympia ở trường đúng không? Có thể nói là như vậy, và có thể là trong thời gian tới thì em sẽ được thực hành. Bây giờ bạn hãy thử tập đọc theo chúng tôi được không? Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Xin chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Và đây là cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 4. Quang Minh sẽ mời các bạn đi ăn một bữa ra trò sau chương trình ngày hôm nay. Các bạn sẽ mời Quang Minh đi ăn một bữa ra trò sau trận đấu ngày hôm nay. Rất thông minh ạ. Không lừa được em đâu. Xin chào Ngọc Mai. Cô gái đã đạt huy chương đồng giải toán học châu Á trong khu vực. Chắc chắn là sở trường của Ngọc Mai là môn toán đúng không ạ? Đã không ạ. Thực ra thì môn sở trường của em là môn địa lý ạ. Tại vì là từ lúc vào lớp 10 đến bây giờ thì điểm trung bình môn lý của em luôn là môn cao nhất. Và em thì là người có cái xu hướng đi theo những cái gì đó có điểm số cao. Cho nên em thích cái điểm cao đó thì em sẽ thích như môn địa lý đó luôn. Ta đã vừa được làm quen và tìm hiểu một chút về cả 4 thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng các bạn thí sinh của chúng ta đã có thể tự tin và thoải mái khi bước đến những thử thách đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Trong phần thi khởi động, khá sát nhau về mặt điểm số. Dạ, có lẽ là câu hỏi cuối cùng. Chúng ta đã trải qua rất sôi động châu Á, châu Âu, châu Phi. Bây giờ là phần thi khởi động. Các thí sinh của chúng ta sẽ trải qua 3 lượt thi khởi động với số câu hỏi lần lượt là 8, 12 và 16. Bây giờ sẽ là những thử thách đầu tiên. Trong hệ ghi số La Mã, số MMMXXXIII có giá trị lớn gấp bao nhiêu lần số M? Quang Minh, 3. 10 điểm đầu tiên. Mắt bị cận thị thì thấu kính mắt có tiêu điểm nằm. Màng lưới khi mắt không điều tiết. Thùy Dung. Trước ạ. Trước ạ. Trong công nghiệp, ở quá trình sản xuất khí oxy từ không khí, người ta loại bỏ khí carbonic bằng cách cho không khí đi qua dung dịch nào? Đức Tuấn. CO. NaOH ạ. What is the first month of the third quarter of... Đức Tuấn. 7. July ạ. Angkor Wat là biểu tượng trên quốc kỳ của quốc gia nào ở Đông Nam Á? Quang Minh. Ở Campuchia. 10 điểm. Phong trào nào được phát động năm 1964 với nội dung sẵn sàng chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang? Thùy Dung. Phóng trao đầu tánh tổng phạm ạ. Ba sẵn sàng ạ. Nhà thơ Tố Hữu đã ví nhân vật văn học nào như con chim chích nhảy trên đường? Đức Tuấn. Lướt. 10 điểm. Đèo Cù Mông nối liền hai tỉnh nào ở Nam Trung Bộ? Đức Tuấn. Bình Định và Phú Yên. Chính xác. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động. Và hãy cùng xem
họ đang có bao nhiêu điểm. 5 điểm thuộc về Thùy Dung, 20 điểm thuộc về Quang Minh và 20 thuộc về Đức Tuấn. Đức Tuấn là người trả lời chính xác ở những giây cuối cùng của câu hỏi cuối cùng. Cảm giác của bạn thế nào? Rất là sung sướng. Rất là sung sướng đúng không? Bây giờ tôi mới thấy bạn nở nụ cười thật tươi. Bạn thích câu hỏi nào nhất? Dạ, có lẽ là câu hỏi cuối cùng ấy luôn ạ. Bạn và Quang Minh đang đồng dẫn đầu với số điểm 20. Và ở phía dưới đó là Thùy Dung và Ngọc Mai, hãy cố gắng nhé. Bây giờ mới chỉ là câu hỏi lượt thi khởi động đầu tiên thôi. Sẽ còn rất nhiều những câu hỏi đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Và bây giờ sẽ là 12 câu hỏi tiếp theo. Ngoài đơn vị độ trong vật lý và toán học, người ta thường dùng đơn vị nào nữa để đo góc và cung? Thùy Dung. Giá đi án ạ. Đúng là như vậy. Lễ hội Sen Mường là lễ hội nổi tiếng của dân tộc nào ở nước ta? Đáp án là dân tộc Thái ạ. Điện dung của một tụ điện phụ thuộc vào hình dạng kích thước của hai bản vào giữa hai bản và vào chất điện môi ở giữa hai bản. Đức Tuấn. Hiểu đi hết. Khoảng cách ạ. Đốt cháy cùng số mol như nhau, hợp chất nào sau đây khi cháy cho nhiều khí carbonic nhất? C6H6, CH4. Ngọc Mai. C6H6 ạ. Chính xác. Tây Nam Á nằm ở vị trí ngã ba của ba châu lục nào? Quang Minh. Châu Á, châu Âu, châu Phi. Chính xác. Trong các loài động vật sau, ngựa, bò, cừu, dê, trâu, loài nào không có dạ dày 4 ngăn? Thùy Dung. Không có ạ. Đáp án là ngựa. Từ nào còn thiếu trong những câu thơ sau? Của em là xanh cùng mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Thùy Dung. Có ôm ạ. Mùa thu ạ. Kể từ Tây tới đến nay, Giang Sơn gần thuộc về tay người ngoài. Trương Công hùng lược thao tài, quyết đem binh mã thử vài trận chơi. Trương Công. Đức Tuấn. Cương Đấn. Chính xác. Which planet in our solar system is known for its great red spot, which is larger than Earth? Từ năm 2010, đội bóng nào 3 lần vô địch liên tiếp giải ngoại hạng Anh? Quang Minh. Manchester City. Chính xác. Khu di tích Trung Bồn gắn liền với những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của những chiến sĩ thanh niên xung phong này thuộc địa phận huyện nào của tỉnh Nghệ An? Quang Minh. Thành Trương ạ. Đô Lương ạ. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng nhân với chiều cao. Quang Minh. Diện tích đáy. Chu Vi Đáy ạ. Số điểm các bạn thí sinh đang có trong lượt thi khởi động thứ hai là 5, 10, 25 và 25. Các thí sinh đang bám khá sát nhau về mặt điểm số và bây giờ sẽ là lượt thi khởi động thứ ba. Nếu một tam giác có một cạnh là của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông. Thùy Dung. Cơm cỡ nhạ. Đúng là như vậy. Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỷ lệ với điện lượng chạy qua bình đó. Đức Tuấn. Phóng. Thuận ạ. Chất khí nào sau đây không cháy trong oxy? C2H2, CH4, CO2, NH3. Ngọc Mai. CO2. 10 điểm. Nhà thơ Hàn Mặc Tử nhắc đến thành phố nào qua những câu thơ sau? Hàng thông lấp loáng đứng trong im. Thùy Dung. Quậy. Đà Lạt mới đúng ạ. Theo Chính Sử là phu quân của Trưng Trắc. Thùy Dung. Thị Sát. Chính xác. Tháng 3 năm 2023, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái của tỉnh Thái Nguyên nhận giải thưởng làng du lịch tốt nhất. Ngọc Mai. Thái Hải. 10 điểm. Huấn luyện viên Philippe Trezeguet là người nước nào? Quang Minh. Pháp. Đúng là như vậy. Khi kéo thủy tinh nóng chảy qua một thiết bị có nhiều lỗ nhỏ, ta được những sợi có đường kính từ 2 tới 10 micromet gọi là Đức gì? Đức Tuấn. Kép quen. Sợi thủy tinh ạ. Thành phần chính của sợi tơ nhện là? Quang Minh. Protein. Đúng là như vậy. What is the unit of measurement for force? Đáp án là Newton. Trong cấu tạo của phích bình thủy, hai mặt đối diện của hai lớp thủy tinh được để phản xạ các tia nhiệt trở lại nước đựng trong phích. Ngọc Mai. Được xốp ạ. Tráng bảng mới đúng ạ. Rừng Tràm Trà Sư là một điểm đến nổi tiếng của tỉnh nào ở nước ta? Thùy Dung. Nghệ An. An Giang mới chính xác ạ. Quốc gia nào có hình dáng giống như một cánh cung nằm ở ngoài khơi phía đông bắc của châu Á? Quang Minh. Nhật Bản. Chính xác. Câu nhất vàng nhì đen tam khoang tứ đốm thể hiện một kinh nghiệm trong việc tuyển chọn vật nuôi nào? Thùy Dung. Chó. Đúng rồi ạ. Cuộc thi piano quốc tế Chopin được tổ chức tại quốc gia nào? Quang Minh. Ba Lan.
10 điểm. Ai được cho là người đầu tiên phát hiện ra hang Sơn Đòn? Quang Minh, Hồ Khanh. 10 điểm nữa. Vâng, phần thi khởi động của chúng ta đã trải qua rất sôi động và các bạn đã rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi. Bây giờ hãy cùng xem ai đang có những điểm số cao hơn. Đang sở hữu 25 điểm là Thùy Dung, đó cũng là điểm số của Ngọc Mai. Đang có 30 điểm là Đức Tuấn và dẫn đầu với 75 điểm là Quang Minh.